Sân vận động mới tỉnh An Giang sẽ được xây dựng tại phường Mỹ Hòa của thành phố Long Xuyên. Các kiến trúc sư ICIC đã lựa chọn sử dụng hình ảnh cây lúa nước để thiết kế công trình với mục tiêu tạo điểm nhấn, biểu tượng kiến trúc của khu vực các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Sân vận động mới sẽ là sân bóng đá chuyên dụng khi không bao gồm đường pitch. Mặt tiền sân vận động được tô điểm bằng các kết cấu có hình dáng như lá lúa. Mái che bằng vật liệu PTFE sẽ bao phủ toàn bộ hai khán đài chính và thu gọn về phía hai khán đài còn lại. Sân sẽ được trang bị hai màn hình LED chính nằm đối diện ở hai khán đài phía sau cầu môn. Sân vận động An Giang có thiết kế 4 khán đài đều có 2 tầng, toàn bộ sẽ được lắp đặt ghế đơn. Tổng sức chứa sẽ là 20.000 khán giả. Hệ thống chiếu sáng và âm thanh của sân vận động được lắp đặt phía dưới mái che. Mặt sân An Giang sẽ được trang bị loại cỏ chất lượng cao đảm bảo yêu cầu cho các trận đấu quốc tế. Sân vận động tỉnh Bắc Cạn lấy ý tưởng từ con thuyền vỏ trấu trong sự tích về hồ Ba Bể. Hai bên khán đài chính sẽ thiết kế mái bạt như cánh buồm vượt sóng, kết hợp tạo hình dãy núi đá Lũng Nham nổi tiếng của tỉnh Bắc Cạn. Công trình dự kiến sẽ triển khai xây dựng trên địa bàn phường Nguyễn Thị Minh Khai và phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Cạn, với tổng diện tích khoảng 20 ha. Sức chứa của sân vận động Bắc Cạn sẽ là 15.000 khán giả và dự kiến sẽ lắp đặt toàn bộ ghế đơn. Tổng mức đầu tư dự kiến là 396 tỷ đồng. Mặt sân Bắc Cạn đạt tiêu chuẩn thi đấu bóng đá quốc tế, cùng hệ thống đường pitch 8 làn phục vụ cho thi đấu các môn điền kinh. Sân vận động Hàng Đẫy mới đạt tiêu chuẩn FIFA, có thiết kế bắt mắt và hiện đại như các sân bóng ngoài hạng Anh. Sân vận động Hàng Đẫy mới sẽ được thiết kế 4 tầng hầm và 2 tầng nổi. 4 tầng hầm là bãi đỗ xe công cộng và trong các trận bóng đá thì là nơi đỗ xe cho khán giả đến sân. 2 tầng nổi sẽ là khu vực sân vận động. Đặc biệt, sân bóng đá được đặt ở tầng nổi thứ 2, phía trên một loạt công trình dịch vụ văn hóa như rạp chiếu phim, trung tâm tổ chức sự kiện hay hệ thống tầng hầm để xe, phục vụ cho toàn khu vực dân cư kế cận. Sân bóng mới có khán đài một tầng vuông vức, được bao phủ bởi mái che. Với tổng sức chứa 20.000 khán giả, cùng mặt cỏ và hệ thống chiếu sáng chất lượng cao. Tổng kinh phí xây dựng dự kiến là 250 triệu euro. Thiết kế sân vận động Quảng Ngãi trong tương lai từ FTT Group của kiến trúc sư nổi tiếng Hồ Thiệu Trị là trung tâm của khu liên hợp thể thao tỉnh Quảng Ngãi với tổng diện tích 123.200m2 tại thành phố Quảng Ngãi. Sân vận động mới có thiết kế hiện đại và nổi bật. Toàn bộ mặt tiền sân vận động sẽ liền mạch với mái che của khán đài A, dự kiến sẽ được lắp đặt bằng vật liệu PTFE. Các khán đài còn lại sẽ không được trang bị mái che. Sân vận động Quảng Ngãi có thiết kế 4 khán đài, trong đó khán đài A và B có 2 tầng. Tổng sức chứa dự kiến sẽ là 20.000 khán giả. Sẽ có một màn hình LED chính được lắp đặt tại khán đài C, hệ thống chiếu sáng sẽ bao gồm 4 dàn đèn được lắp đặt trên 4 trụ đôi nằm ở các góc khán đài. Mặt sân Quảng Ngãi sử dụng cỏ kim chất lượng cao, bao quanh sẽ là đường pitch 8 làn đạt tiêu chuẩn quốc tế. Sân vận động mới tỉnh Thái Nguyên đang được xây dựng tại xã Phúc Triều, thành phố Thái Nguyên. Sân vận động mới được thiết kế bởi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Bộ Quốc phòng. Ý tưởng thiết kế mang tên Hoa Đại Ngàn được hình thành bằng các cấu trúc như những chiếc lá vươn mình đón ánh nắng bình minh, cùng sát cánh tiến về phía trước, lớp lớp nối tiếp nhau viết lên trang sử hào hùng của mảnh đất Thái Nguyên. Một hào nước được thi công bao quanh sân vận động tượng trưng cho sự năng động, mạnh mẽ, đầy khí phách của mảnh đất công nghiệp đang phát triển. Theo thiết kế, hệ thống mái che thi công đơn giản, ít tốn kém chi phí, hình khối khỏe khoắn, mang ngôn ngữ đặc trưng của công trình thể thao. Sân vận động Thái Nguyên có thiết kế 4 khán đài, trong đó khán đài A và B có 2 tầng được trang bị mái che. Dự kiến lắp đặt toàn bộ ghế đơn trên khán đài, với tổng sức chứa 22.000 khán giả. Sân vận động này sẽ có các trang thiết bị hiện đại đảm bảo cho một sân vận động tiêu chuẩn quốc tế, với đường pitch bao quanh gồm 8 làn chạy theo tiêu chuẩn của IAAF. Mặt cỏ chất lượng cao và một màn hình LED cỡ lớn trên khán đài C, trong khi hệ thống chiếu sáng và âm thanh sẽ được lắp đặt phía dưới mái che khán đài A và B, sân vận động Thái Nguyên dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2024. Thiết kế sân vận động mới tỉnh Thanh Hóa từ công ty tư vấn và thiết kế kiến trúc Việt Nam, DAC, được xây dựng với hình tượng linh quy và đài sen, các biểu trưng cho xứ địa linh nhân kiệt này. Sân vận động Thanh Hóa được thiết kế theo các tiêu chí của một sân vận động hiện đại. Với công nghệ kỹ thuật tiên tiến, vật liệu bền vững phù hợp và thân thiện với môi trường, khả năng tự động hóa cao, tiết kiệm năng lượng sử dụng với chi phí đầu tư hợp lý. Có hình tượng nghệ thuật độc đáo biểu trưng phù hợp với văn hóa địa phương. Sân vận động Thanh Hóa mới mang thiết kế phổ biến ở các sân bóng Việt Nam. Điểm nhấn sẽ là cấu trúc vòng cung thép lớn hỗ trợ nâng giữ mái che khán đài A, cấu trúc này sẽ được chiếu sáng nổi bật về đêm. 4 cấu trúc tượng trưng cho đài sen ở 4 góc khán đài cũng là điểm đặc biệt của sân vận động này.
Sân vận động này sẽ có thiết kế 4 khán đài, trong đó khán đài A và B có 2 tầng được trang bị mái che. Dự kiến khán đài sẽ lắp đặt toàn bộ ghế đơn, với tổng sức chứa 30.000 khán giả. Một màn hình LED chính được lắp đặt ở khán đài C, trong khi ở phía đối diện sẽ là đài đuốc của sân vận động. Hệ thống chiếu sáng bao gồm 4 trụ đèn chính nằm trên 4 đài sen, cùng các đèn được lắp đặt phía dưới mái che của sân vận động. Mặt cỏ sân Thanh Hóa sử dụng cỏ chất lượng cao, cùng với đường pitch 8 làn đạt tiêu chuẩn quốc tế bao quanh. Sân dự kiến được trang bị thêm công nghệ chiếu sáng mặt tiền đẹp mắt. Sân vận động Vĩnh Yên sẽ được xây dựng trên diện tích 46.562m2 tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Sử dụng các mảng khối đặc rỗng kết hợp lan can hành lang để tạo những phân vị dọc ngang, nhiều cửa sổ thông thoáng, các mảng màu ghi xanh kết hợp trắng để tạo nên công trình hiện đại và sinh động. Kiến trúc là công trình đặc thù nên được thiết kế phù hợp, hình khối công trình là hình elip để tối ưu hóa việc bố trí sân thi đấu. Tiết kiệm diện tích và giảm quy mô đầu tư nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng. Sân vận động Vĩnh Yên sẽ có thiết kế 2 khán đài đối xứng nhau, được trang bị mái che. Toàn bộ khán đài sẽ được lắp đặt ghế đơn, với tổng sức chứa khoảng 15.000 khán giả. Phần khán đài khuyết sẽ được lắp đặt cấu trúc giống như mặt tiền khán đài A và B bao quanh. Sân sẽ có 2 màn hình LED lớn phía sau các cầu môn. Hệ thống chiếu sáng lắp đặt dưới mái che, mặt sân và đường pitch đạt tiêu chuẩn thi đấu quốc gia.